Bất kỳ ai cũng có thể bị bong gân chật khớp, trong đó các vùng dễ bị tổn thương nhất là khớp cổ chân, khớp gối và khớp cổ tay. Chỉ cần sơ ý bước hụt hay vận động không đúng cách, tai nạn sẽ đến với bạn. Đi giày cao gót, bước hụt cầu thang, thế là tôi đã bị khuỵu chân xuống và chật khớp cổ chân. Tai nạn chật khớp bong gân thường xảy ra nhất đối với những người chơi thể thao. Trong pha thi chắc bóng thì tôi đã bị ngã khi đổ gối xuống, cảm giác đau bút lên cả óc. Bong gân chật khớp rất dễ xảy ra, lại không phải dạng tai nạn nghiêm trọng nên rất nhiều người chủ quan không kịp thời chạy chữa. Vậy xử lý như thế nào để vừa nhanh khỏi vừa tránh để lại hậu quả lâu dài? Bong gân chật khớp hay còn gọi là sái khớp là một trong những tai nạn rất phổ biến mà chúng ta ai cũng có thể gặp phải. Nó không chỉ gây đau nhức khó chịu mà nhiều khi còn dẫn đến những biến chứng rất nguy hiểm. Bong gân là hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày do chạy nhảy, chơi đùa, bước hụt, chơi thể thao hoặc các vận động không đúng cách. Theo các chuyên gia, bong gân là chấn thương dây chằng, mô nối hai hoặc nhiều xương tại một khớp. Khi bong gân, một hoặc nhiều dây chằng bị giãn hoặc bị rách. Biểu hiện của tai nạn bong gân thường là đau, sưng, tụ máu bầm, tiếng rách kèm theo các cơn đau, khớp không thể cử động và vận động, các cơn đau ngắn hoặc kéo dài, không di chuyển được. Bong gân thường xảy ra khi chúng ta bất cẩn trong vận động hoặc chơi thể thao và có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài nếu như không được xử lý đúng cách. Sau đây, chuyên gia của chương trình sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về nguyên nhân cũng như cách xử lý khi gặp phải tai nạn bong gân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Đứng về nguyên nhân thì chúng ta thấy có rất nhiều, nhưng mà có thể phân nó ra làm hai cái loại chính. Một là do cái nguyên nhân tác động từ bên ngoài. Thì cái này đơn giản nhất là chúng ta thấy trơn trượt, mặt sân, mặt sàn hoặc cả cái địa hình tập luyện thi đấu của chúng ta trơn trượt, không bảo phẳng. Trang thiết bị tập luyện không phù hợp, ví dụ giày. Thông thường người ta lại sử dụng những cái giày không phù hợp về chiều cao, về cái độ bám của đế, của gót và kích cỡ những môn mà có đối kháng. Tức là người ta thi đấu và tập luyện có những người tranh chấp một cách trực tiếp vì bóng đá. Thế thì tác động từ phía đối thủ cũng là một trong những nguyên nhân. Bên cạnh đó có những cái nguyên nhân do cái nguyên nhân chủ quan, tức là nguyên nhân nội tại từ bên trong. Ví dụ như thế này, một người có thể trạng, thể lực, cái trình độ mà chưa đạt thì cái mức độ thích nghi cao, người ta lại tập luyện ở một cái vùng cường độ cao. Thế thì cái khớp đó bản thân nó sẽ là một cái khớp yếu và sẽ bị chấn thương. Theo các chuyên gia, đối tượng thường bị bong gân bao gồm người béo phì, người quá gầy, trẻ nhỏ, người cao tuổi, vận động viên. Về cái phân loại chấn thương ấy, của gân cơ và khớp ấy, gồm có 3 cái mức độ. Độ 1 là mức độ nhẹ, là những cái trường hợp mà chấn thương mà người ta không cần quá 7 ngày, tức là 1 tuần để dành cho cái việc phục hồi hoàn toàn. Chưa có cái hiện tượng sưng nề, chưa có cái hiện bầm tím khi bị chấn thương. Và đây là cái trường hợp hay xảy ra nhất. Độ 2 là mức độ trung bình. Về mặt thời gian ấy, thì nó cần từ 1 cho đến 3 tuần cho cái việc phục hồi. Và độ 3 là mức độ nặng. Ở mức độ nặng là chúng ta thấy là một cái chấn thương rất là điển hình, bao gồm đầy đủ các triệu chứng sưng nề rõ ràng, bầm tím, đau nhức với mức mà người ta có thể không thể chịu đựng được do đau, không thể làm những cái động tác vận động thông thường, và thậm chí cái khớp hoặc cái gân cơ đó chúng ta khám chúng ta sẽ thấy nó mất hẳn cái tính chất, cái cấu trúc bình thường. Ví dụ như là nó bị đứt rách, ví dụ như là nó lỏng lẻo, vân vân. Chị Nguyễn Thị Thu Trang ở Hoài Đức, Hà Nội, sinh viên năm thứ 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trang không thể quên được tai nạn trong ngày đầu đi làm phiếu điều tra trong một nghiên cứu khoa học. Ngày đầu tiên đi làm phiếu khảo sát thì do chưa có nhiều kinh nghiệm nên mình đã mang giày cao gót. Khi đi cầu thang bộ thì mình đã bị trượt chân và ngã khuỵu xuống. Cú trượt chân đã khiến chị Trang bị chật khớp bong gân. Vừa mệt vừa đau khiến chị phải ngồi một chỗ gọi điện nhờ bạn đến đón về. Trang à, qua đón tôi ở chỗ Nguyễn Mong Sóc nhá, bị chật chân, đau không đi được. Khi cô bạn đến đón, chị Trang rất đau, không thể đi được. Người bạn phải dìu xuống cầu thang và đỡ lên xe đưa Trang về nhà. Về trường hợp cụ thể của chị Trang ấy, thì đây là một cái giãn dây chằng ở mặt ngoài khớp cổ chân. Do một cái xoay vặn quá mức đột ngột khi người ta bước trên một cái giày cao gót và cái cổ chân bị lật ra ngoài.
Hàng ngày khi vận động đi lại, chỉ cần sơ ý, chúng ta có thể bị bong gân. Đặc biệt, phụ nữ đi giày cao gót càng có nguy cơ cao, vì nếu vấp ngã, trượt chân hay đột ngột thay đổi trọng tâm cơ thể như đi nhanh, chạy, sẽ khiến khớp của chân, đầu gối không vận động kịp, dễ bị bong gân. Là ghé vào tiệm thuốc Tây để mua salon pad giảm đau của chân. Trong 48 giờ, thậm chí đến 72 giờ đầu, ngay sau khi bị chấn thương, thì việc dán những cái cao có cái tính chất gây giãn mạch, tức là kích thích tuần hoàn tại chỗ, làm nóng, là những cái nó không phù hợp và nó gây ra những cái diễn biến xấu hơn cho một cái chấn thương cấp tính. Khi bị bong gân, chúng ta tuyệt đối không nên dán các loại cao nóng, không nên đắp các loại lá không rõ tác dụng hoặc chưa được kiểm chứng lên chỗ sưng. Và đặc biệt là không nên cử động vùng bị sưng đau, nếu không vùng tổn thương sẽ càng bị nặng hơn và có thể biến chứng nguy hiểm. Về đến nhà thì cảm giác đau càng tăng lên và khi đó tôi đã phải dùng dầu gió để bóp chân. Thấy Trang bị đau chân quá thì tôi đã khuyên cô ấy nên đến bệnh viện xem như thế nào. Nghe phải đến bệnh viện tôi vừa sợ lại vừa ngại, chần chừ mãi mà cũng không muốn đi. Tâm lý của những người gặp tai nạn bong gân trật khớp, phần vì ngại, phần vì chủ quan. Chườm lạnh để mà giảm cái tuần hoàn và giảm sưng nề, chúng ta không sử dụng những cái dầu nóng hoặc những cao dán có tính nóng, mà đặc biệt nó lại gây kích ứng giãn mạch tại chỗ, nó sẽ làm cho cái khớp, cái diễn biến về mặt triệu chứng sưng nóng đỏ đau của một cái khớp chấn thương nó rầm rộ hơn và làm cho cái chấn thương nó khó xử lý hơn. Chỉ vì không xử lý kịp thời và đúng cách, chị Trang đã phải mất gần 2 tuần để điều trị chấn thương của mình. Rất may, thương tích không bị biến chứng hay để lại di chứng nặng nề, nhưng chắc chắn chi phí điều trị vì sự chậm trễ ấy đã tăng lên rất nhiều. Anh Nguyễn Tài Vũ, 31 tuổi, ở Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội, người thường xuyên chơi bóng đá nên có rất nhiều kinh nghiệm xử trí các chấn thương hơn chị Trang. Và chấn thương mới đây nhất anh gặp phải là bị bong gân khớp gối. Trong pha chơi chắc bóng thì tôi đã bị ngã cái đầu gối xuống, cảm giác đau buốt lên tận óc. Cú trượt chân đã khiến anh Vũ bị bong gân khớp gối và không thể thi đấu tiếp được. Và anh đành phải rời trận đấu, ra khỏi sân lấy đá chườm vào chỗ đau. Nếu như cái vết thương đấy không phải là một cái vết thương có chảy máu, tức là không phải là một cái vết thương hở, ở mức độ trung bình thì người ta hoàn toàn có thể dùng đá lạnh chườm thật kỹ trong khoảng từ 10 đến 15 phút để làm giảm đau, giảm sưng nề, làm bầm tím. Sau đó dùng một cái băng khô mềm quấn và băng ép cái vùng đó để cố định lại. Thì đây là một cái trường hợp mà anh ấy đã xử lý tương đối là chính xác sau khi bị chấn thương lần đầu. Khi bị bong gân, tùy vào mức độ nguy hiểm và vùng chấn thương mà chúng ta nên ngưng mọi hoạt động và nên nghỉ ngơi vài ngày. Nếu phải di chuyển thì nên dùng nạng để làm hạn chế tác động đến các vùng bị tổn thương. Tôi dùng đá để chườm xong và đến một thầy lang có tiếng để bó. Thì lúc khi bó xong thì tôi có cảm giác rất dễ chịu. Theo lời khuyên, anh Vũ tránh vận động và không để nước thấm vào vùng bị băng bó, giữ cho thuốc ngấm trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Trong y học cổ truyền của Việt Nam có rất nhiều cái bài thuốc, cái vị thuốc đặc hiệu dùng để điều trị chấn thương. Và với những cái bài thuốc này, chúng ta thấy nó phát huy những cái tính hiệu quả rất là cao. Thế thì trong trường hợp mà anh Vũ bị chấn thương như vậy và anh được một bác sĩ đông y có kinh nghiệm và có một cái vị thuốc tốt xử trí như thế, thì tôi cho là đấy là một cái giải pháp hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên phải có những cái tái khám thường xuyên để đảm bảo rằng cái chấn thương nó đang được xử lý đúng cách, nó đang có những cái diễn biến thuận lợi và có cái sự phục hồi tốt cho người bệnh. Sau 3 ngày bó lá thì chân tôi đã gần như khỏi hẳn. Thứ nhất là ngay lập tức anh phải dừng những cái vận động thể thao lại.
chúng ta sử dụng đá lạnh chườm quanh cái khu vực bị chấn thương, mục đích là giảm đau, giảm sưng nề và làm cho cái tổ chức tổn thương đó nó có cái sự liên kết sớm, nhanh dẫn đến cái quá trình liền vết thương. Thứ ba là người ta băng cố định để tránh cái di lệch nếu như có những cái chấn thương nặng, hoặc là băng ép. Sau đó với những cái biện pháp sơ cứu tại chỗ và liên tục như vậy thì người ta có thể chuẩn bị theo những cái bước tiếp theo, thực hiện thăm khám chuyên khoa. Đề phòng tai nạn về bong gân trật khớp, chúng ta nên tránh mang giày cao gót khi đi trên mặt bằng gồ ghề, chọn giày phù hợp cho mỗi hoàn cảnh, thận trọng khi đi xuống dốc, cầu thang, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Khởi động và làm nóng trước khi tập luyện và chơi thể thao, thường xuyên vận động khớp để tăng sức bền bỉ và thích nghi với những động tác nhanh. Hy vọng rằng những kiến thức mà bác sĩ thạc sĩ Nguyễn Văn Phú vừa chia sẻ sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng thoát khỏi những cơn đau và tránh được những biến chứng nguy hiểm do bong gân gây ra. Chương trình Kỹ năng thoát hiểm đến đây là khép lại. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.